BTS chỉ có 7 thành viên, nhưng chính công ty quản lý lại không tôn trọng, bỏ sót đến 2 lần trong ngày. Thời gian gần đây, nhiều K-net tỏ ra chán nản, mệt mỏi vì họ đã gặp những chủ đề tương tự quá nhiều lần mà Big Hit vẫn chưa có biện pháp khắc phục. Một số người nhận xét, BTS đã là gà đẻ trứng vàng cho công ty, nâng công ty lên được đến tầm vóc này, nhưng họ lại nhận về sự đối xử không hề xứng đáng. Một trong những trường hợp điển hình nhất và cũng khiến các fan thấy khó hiểu nhất chính là các star Big Hit không có khái niệm thế nào là đội hình 7 thành viên khi họ cứ liên tục quên người này sót người kia. Mới đây nhất, trên diễn đàn mạng Hàn Quốc, một bài đăng đã gây chú ý với tiêu đề Big Hit, một công ty kỳ quái khi bỏ sót các thành viên BTS đến 2 lần trong cùng một ngày với các teaser Season Christine của nhóm. Theo đó, BTS đang trong giai đoạn nhá hàng bộ Goose 2022 Season Christine với các bức ảnh và video teaser theo concept nhập vai, ngôi sao hóa thân thành vai phản diện rất thú vị. Tuy nhiên, trong bài đăng quảng bá ảnh teaser trên Twitter, các tài khoản chính thức của BTS, Big Hit lại bỏ sót thành viên Jin. Cụ thể có tổng cộng 2 tweet với 8 bức ảnh được đăng. Lẽ ra staff phải đăng hình ảnh cá nhân của 7 thành viên và một ảnh chung của nhóm. Nhưng cuối cùng, họ lại đăng trùng hình Suga đến 2 lần và không đăng hình của Jin. Khi các fan vẫn còn đang tức giận vì sự thiếu sót này thì trong cùng ngày hôm đó, Big Hit cũng đăng tải video preview 2022 Season Greetings Part 2 của BTS. Trong một phân cảnh nhá hàng tạo hình, lần lượt từng thành viên đều xuất hiện nhưng lại bỏ sót V. Chưa dừng lại ở đó, bài đăng còn chỉ ra rằng vào năm ngoái khi đăng ảnh 2022 Season Christine của BTS, cũng là tài khoản chính thức này đăng đầy đủ hình 6 thành viên và một bức ảnh chung của nhóm rồi xem như share hợp tàng hình. Các fan cho rằng điều này đã cho thấy thái độ làm việc hời hợt của một số star Big Hit gần đây với BTS khi họ không thèm kiểm duyệt lại các bài đăng, các video mà cứ làm mọi việc một cách tùy hứng. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên các thành viên BTS bị bỏ sót trong những video, những hình ảnh quảng bá. Nhiều lần, các nhà đài, các trang báo, các đơn vị quảng cáo, v.v. cũng từng để xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, so với những trường hợp này, thì việc chính công ty chủ quản của nhóm cũng quên mất thành viên này, thành viên kia, thật sự là điều khó chấp nhận hơn cả. Nhiều K-net cho rằng, ngay đến cả Big Hit còn không tôn trọng con số 7, thì làm sao fan có thể đòi hỏi hay trách móc các đơn vị công ty khác nếu họ cũng mắc lỗi tương tự. Một số bình luận của K-net, ngay cả công ty chủ quản còn không tôn trọng đội hình 7 thành viên, thì làm sao fan có thể đi trách các đơn vị khác nếu họ cũng mắc lỗi tương tự. Jin, V và J-Hope luôn bị cho ra rìa, nhưng công ty không có ý định sửa đổi. Đó là lý do tại sao tôi muốn BTS rời SYBE và thành lập công ty quản lý của riêng họ. Tôi không hiểu, không phải 17 người mà là 7 người. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ BTS, nhưng tại sao họ luôn làm việc cẩu thả? Tôi còn nghĩ BTS phải có trên 10 thành viên đấy. Chỉ có 7 người mà tại sao Big Hit luôn làm như vậy? Họ quá hời hợt với nhóm dù BTS đã gánh cả các công ty này trên vai. Mấy nhóm nhạc khác có đông thành viên hơn mà công ty của họ còn chưa mắc lỗi bỏ sót thành viên nhiều như Big Hit. Các thành viên luôn trân trọng con số 7 và luôn nhấn mạnh BTS chỉ toàn vẹn với 7 người. Trong khi đó, công ty của họ cứ thản nhiên bỏ quên người này người kia, như thể con số 7 đó cũng chỉ là trò đùa. Họ đã không kiểm tra trước khi đăng, tại sao họ lại đối xử tệ bạc với những người đã kiếm nhiều tiền cho họ như vậy?